kia. Ngươi chân thẳng sang bên này. Ngươi như này, đứng như này nhá. Ngươi chuẩn chân xuống chân này, đưa thẳng ra này. Đưa thẳng ra đây. Và bạn xem một cái chương trình ca nhạc dù nhỏ thôi của Hàn Quốc, bạn sẽ thấy nó rất là đáng yêu, rất là xì tin, rất là màu mè, rất là phù hợp với nội dung bài hát, nó rất là đa dạng và thường nó vũ đạo rất là mạnh. Và thường bên Mỹ thì bạn chỉ thấy các bạn thì, các nghệ sĩ họ hát thôi, ít khi họ có vũ đạo, và có vũ đạo thì nó cũng rất là hip hop, nó rất là chất, nhưng mà đây là vũ đạo của nó nhẹ nhàng, tình cảm, nó gần gũi với cả các bạn trẻ, và mình có thể là mình không biết nhảy mình có thể học được. Thì hiện tại bọn mình cover clip rất là dễ, tại vì các thần tượng đều kiểu chiều fan bằng cách là làm những cái dance clip để làm những cái dance clip để update hướng dẫn cho fan về những cái động tác, và nó làm thường là một clip có một góc quay duy nhất, one shot và không chỉnh sửa. Như thế thì mình có thể theo dõi động tác rất là dễ dàng. Các bạn trẻ mà nhìn K-pop thì các bạn mong muốn ấy, nói chung là đầu tiên là đam mê này, mình được thể hiện đam mê của mình này. Thứ hai là mình có cái sân chơi ấy, để mình được thể hiện niềm yêu thích của mình. Thứ ba đấy là giống như kiểu là được làm gì đó ấy, để mà cho thần tượng của mình thấy, những cộng đồng fan fan K-pop của mình thấy là mình thần tượng của mình có ý nghĩa như nào với mình yêu thích họ như nào, cái tình yêu mình dành cho họ như nào. Và thứ ba là đôi khi là cái hiệu quả từ việc mà các bạn nhảy K-pop như thế là các bạn sẽ dành được sự chú ý hơn, giống như kiểu là một cái xu hướng nhỏ ấy, tức là khi mà mình đi theo thần tượng của mình nhảy các khúc thần tượng của mình sẽ được quan tâm nhiều hơn, nổi tiếng hơn, là bạn ấy cũng thích nhóm này đấy, bạn ấy cũng nhảy rất là hay đấy, thì mình rất là để ý đến cái bạn ấy, bạn ấy rất là nổi trong cái cộng đồng fan đấy. Em nghĩ cái việc mà mình có học được hay không thì đấy là do cái khả năng sắp xếp thời gian của mỗi người. Ví dụ như là một số chị ở nhóm em năm nay đã gần ra trường đại học rồi, thì các chị đều có những thành tích học tập rất là tốt, như là hồi cấp 3 các chị là học sinh giỏi của một số môn học, thi học sinh giỏi thì kiểu cấp thành phố được một số giải, thi đại học được điểm số rất là cao. Em cá nhân em thì cũng hiện giờ cũng đang là lớp trưởng ở lớp nữa, thì nó không ảnh hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc học của em cả. Em nghĩ trong tương lai sắp tới cái mức độ ảnh hưởng của Hàn Quốc vào Việt Nam sẽ không còn nhiều như trước nữa. Các bạn ấy sẽ tiếp nhận nhiều cái khác hơn, và em thấy bây giờ cái nền âm nhạc Việt Nam nó cũng phát triển rất là nhiều, nó cũng giống Hàn Quốc nữa, thế nên là có lẽ là các bạn cũng có thể sẽ thích nhạc Việt hơn chẳng hạn. Thì có một nhóm giải trí tổng hợp có bao gồm người mẫu, ca sĩ, nhóm nhảy cũng như là biên đạo, thì ở đó thì cũng đã đánh dấu đầu tiên cho cái bước ngoặt của nhóm, chính là sự ra mắt của ca sĩ Min cùng với sự biên đạo cùng với cả bài hát và cả biên đạo, là để khi mà đã đang ở trên một cái tầm cao nhất định rồi thì việc với vị trí nhóm cũng là khá là quan trọng. Việc này thì sẽ giúp các bạn đấy có thể tiến sâu vào trong lĩnh vực giải trí của Việt Nam. Thì lý do chính là cái sự đam mê đã cố gắng là để thúc đẩy các bạn đấy bỏ ra nhiều thời gian cũng như công sức để cố gắng đạt được những cái điều các bạn mong muốn. Thì chính là cũng hẳn là sự lựa chọn là các bạn đấy muốn cống hiến cho nền giải trí của Việt Nam. ST319 thường nghe
nhạc K-pop và nhạc USUK thì đó cũng là hai thể loại nhạc mà đang chiếm lĩnh cái thị trường âm nhạc hiện tại của thế giới. Ảnh hưởng của âm nhạc Hàn Quốc đến với các bạn trẻ lớn hơn là tại vì là họ thường có những cái phong cách ăn mặc rồi các kiểu tóc cũng như là các cái diễn xuất rồi lời hát cũng như là các cái biên đạo rất là bắt mắt, cho nên là cũng là rất là dễ ảnh hưởng và thu hút các bạn trẻ. Họ không sai, nhưng mà họ cũng hoàn toàn đúng.